Thực ra thì khi mà mình làm xe ấy, thì vợ mình cũng không đồng ý đâu. Tại vì vợ mình thì cũng không biết là xe Mobihu là xe gì, xong rồi mua để làm gì. Nên thành ra là mình cũng bật mí chia sẻ với các bạn một bí quyết mua xe mà không được sự đồng ý của vợ là các bạn cứ mua trước đi. Sau đó thì mình sẽ về mình xin sau. Thì như thế là sẽ đảm bảo 100% là sẽ thành công. Chào các bạn, mình tên là Sơn, thì năm nay mình 34 tuổi, thì hiện tại mình đang sống ở Hà Nội. Thực ra thì Mobihome thì nó là cái ước mơ từ lâu của mình rồi. Từ hồi mình còn bé, khi mà xem những cái phim của Mỹ thì thấy họ có những cái xe mà di động mà họ ngủ ở trên xe và họ có một cuộc sống khá là tự do, thì mình đã rất ngưỡng mộ họ từ lâu rồi. Nhưng mà đến khi mà mình lớn lên ấy, thì thực sự là mình cũng là một người rất thích du lịch. Mình hay đi du lịch cùng các bạn bằng xe máy. Tuy nhiên là khi mà có gia đình ấy, xong rồi lại có thêm hai đứa bé, hai đứa nhóc ấy, nên là cái việc mà đi du lịch nó sẽ có khá là nhiều vấn đề. Chẳng hạn như là việc mình đi xe máy này, xong rồi mình đi với các bạn này, xong rồi để vợ mình ở nhà trông hai bọn trẻ thì mình cũng áy náy. Thêm nữa là mình đi ví dụ khoảng tầm 2 đến 3 ngày mình lại rất nhớ các con. Nên thành ra đấy là cái nguyên nhân mà thôi thúc mình là làm sao mà phải hoàn thành được một chiếc Mobihome để giúp là đưa cả gia đình đi du lịch cùng nhau. Mình tìm ra được cái xe Mercedes này là xe Mercedes Sprinter, xe của mình là đời 2007. Và cái dòng xe này là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Và mình đánh giá là cùng với đời là ví dụ đời 2007 đi, so với Ford Transit hoặc Mercedes Sprinter thì mình đánh giá là Sprinter thì sẽ bền hơn và đỡ hỏng hóc hơn. Nói chung là mua một cái xe đời sâu ấy thì nó sẽ có những cái hỏng hóc, tại vì là những cái thiết bị ở trong xe nó đã bị hao mòn rồi, nó bị... Nói chung là những cái thiết bị đấy nó cũng sẽ có những cái thiết bị là nó không đảm bảo được rồi. Tuy nhiên là khi mà mình mua xe về hầu như là mình sẽ không biết được là nó hỏng ở đâu. Nên là tất cả những cái mà mình biết là qua những cái chuyến đi. Chẳng hạn như là cái chuyến đi gần nhất của mình thì mình thấy là cái kim phun nó đang bị xì. Nên thành ra là qua những cái chuyến đi đấy mình mới biết được cái xe của mình nó đang gặp vấn đề gì. Sau đó thì mình sẽ tìm đến những cái chỗ nào mà sửa chữa uy tín ấy. Thì mình sẽ bảo dưỡng, hoặc là nếu mà không bảo dưỡng được thì mình thay mới thôi. Thì cái đấy thì mình hoàn toàn mình chấp nhận thôi. Đầu tiên thì về phần thiết kế một cái xe Mobihome thì nó cũng sẽ giống như một cái thiết kế về một cái căn nhà ấy. Tức là bạn sẽ phải lên cho mình một cái ý tưởng và lên cho mình một cái bản thiết kế trước đã. Thì những cái ý tưởng và những cái thiết kế đấy thì hầu như là mình đều phải xem qua những cái clip của nước ngoài. Tại vì là ở nước ngoài thì họ đi trước của mình chắc phải tầm 10 đến 20 năm rồi. Thì mình cứ xem họ có những cái gì hay, họ có những cái gì mà phù hợp với cái địa hình, với cái môi trường ở Việt Nam. Thì mình sẽ tổng kết lại, xong rồi mình áp dụng lên chiếc xe của mình. Đấy, thì sau khi mà mình đã lên được thiết kế rồi thì mình sẽ biết được xem là mình sẽ cần những cái thiết bị gì, những cái trang bị gì. Thì sau khi mà mình lên một list các những cái thiết bị đấy thì mình sẽ tìm nguồn để mua. Thì mình đều mua ở trên các trang thương mại điện tử ở trong nước và cả ở nước ngoài nữa. Cái thời gian mà mình lên ý tưởng thì mất khoảng độ 2 tháng. Sau đó thì mình đặt các thiết bị về mất khoảng độ 2 tuần nữa. Và mình mất khoảng độ tầm 15 ngày để thi công. Thì đấy là cái thời gian mà mình làm. Tất cả những cái mà mình lên kế hoạch ấy thì đều nằm trong cái dự kiến của mình. Tại vì là thứ nhất là cái việc chế tạo cái nội thất ở trong xe ấy, thì mình được sự hỗ trợ gọi là khoảng tầm 90% của bố mình. Bố mình thì là dân xây dựng. Nên là ông chuyên về làm về đá, cắt đá granite ấy. Nên là cái kỹ thuật cắt đá granite thì nó cũng xem với kỹ thuật cắt gỗ. Nên thành ra là cũng có thể áp dụng vào được. Thường thì ông hay làm ở xa ấy, ông làm ở trong Sài Gòn. Thế nên là đợt mình làm là đúng cái đợt dịp Tết Nguyên Đán, nên là ông ra để ăn Tết. Thì nhà mình đã phải tính toán để làm sao là mua nguyên vật liệu để đủ sử dụng trong Tết. Cái xe của mình thiết kế với 3 tiêu chí. Thứ nhất là nó đơn giản. Thứ hai nữa là nó rẻ. Và thứ ba nữa là nó đủ nhu cầu của sử dụng của gia đình mình. Nên thành ra là cái xe của mình sẽ thiết kế làm sao. Thứ nhất là nó đơn giản nhất, nó phù hợp với cái sự hiểu biết của mình nhất. Và trong cái quá trình mà mình sử dụng ấy, mình thấy nó thiếu cái gì mình sẽ update thêm. Thì hiện tại thì bây giờ mình đang thấy là nó đang thiếu cái nguồn điện. Tại vì là những cái chuyến đi của mình ấy, nó chỉ hiện giờ nó chỉ kéo dài được tầm 2 ngày là nó hết pin rồi.
Nên thành ra là kế hoạch sắp tới của mình thì mình sẽ độ thêm là cái tấm năng lượng mặt trời để làm sao để mình có thể chủ động thêm nguồn điện. Tại vì là hiện tại mùa hè trời nó cũng nắng ấy, nên là cái việc mà cái tấm năng lượng mặt trời đấy nó sẽ giúp ích cho mình khá là nhiều trong cái việc chủ động cho cái nguồn điện của sử dụng trong xe. Xe của mình là Mercedes Sprinter đời 2007, thì mình mua rơi vào khoảng tầm 160 triệu và bao gồm cả chi phí hạ tải. Thì sau khi bạn mua về thì bạn sẽ phải sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu thì mất khoảng độ tầm thêm 30 triệu nữa để xe có thể đi kiểu ngon lành. Thì sau đó thì mình sẽ đầu tư thêm nội thất này, mình đặt các thiết bị về thì đâu đó mất khoảng độ tầm 100 triệu nữa. Thì nó rơi tổng chi phí của nó rơi khoảng độ tầm 280 triệu. Thì cái việc mà bảo dưỡng đại tu của một chiếc xe mobile home thì nó cũng sẽ rất là khác so với những cái chiếc xe bình thường. Chẳng hạn như là cái việc mà mình sử dụng những con ốc ấy, mình bắt những cái đồ nội thất của mình vào cái xe ấy. Thì khi mà mình di chuyển, chẳng hạn như là có một đợt mình chạy Tà Xùa chẳng hạn, thì mình cứ chạy nhiều xe nó bị rung lắc, thành ra là những cái ốc đấy nó sẽ rất dễ là nó bị bung ra. Nên là mình sẽ phải là làm sao mà trước mỗi chuyến đi mình sẽ phải kiểm tra tất cả những cái ốc đấy và mình sẽ phải bắt lại làm sao nó cho nó thật chắc chắn. Thứ hai nữa là mình cũng sẽ phải kiểm tra những cái thiết bị khác, như là chẳng hạn như là mình có một đợt là mình đi vùng núi về xong mình bị hỏng cái máy bơm ấy. Tại vì là do đi đường sóc quá nên là bị hỏng cái máy bơm. Thế nên là thành ra là nó việc hỏng một cái máy bơm thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc là mình sẽ không có nước dùng. Nên là tất cả những cái đấy là mình sẽ phải kiểm tra trước khi mỗi chuyến đi. Thực ra thì Việt Nam của mình đang thiếu những cái bãi camping dành riêng cho mobile home. Những bãi đấy thì thực sự là ở nước ngoài họ có những cái dịch vụ mà những cái khu camping dành riêng cho mobile home rất tiện lợi. Và ở đấy thì họ được trang bị là có cả điện để sạc này, có cả nước đầy đủ này. Đấy, họ có một cuộc sống thực sự là khá là tự do, khá là cởi mở. Và tất cả những cái người mà chơi mobile home thì họ có cùng đam mê, nên là cái việc mà họ gắn kết với nhau rồi họ chia sẻ những kinh nghiệm cho nhau thì nó rất vui. Thì đấy là những cái mà ở Việt Nam đang còn thiếu. Thứ hai nữa là về những cái địa điểm mà để cho xe mobile home có thể vào được ở Việt Nam mà địa điểm đẹp ấy thì cũng đang rất hạn chế. Tại vì là những cái địa điểm đẹp như chẳng kiểu như là suối này, thác này, hoặc là ra những cái bờ biển này, thì hiện giờ với những cái địa hình như thế này thì xe mobile home rất khó đi. Tại vì bản chất là những cái xe mobile home mà như xe của mình ấy, nó là xe 16 chỗ và xe một cầu ấy, thì nó sẽ chở rất nặng. Và nó có một cầu thôi mà, nên là cái việc mà đi đến những cái chỗ đẹp như thế nó cũng rất là khó khăn. Thì là một cái xe này nó là một cái cuộc đầu tư lúc nào có lãi. Tại vì lãi ở đây thứ nhất là anh bỏ ra 280 triệu, tuy nhiên là anh đổi lại được là các con mình cũng có những cái trải nghiệm rất là quý. Và nói chung thật là nó quá là vô giá. Tại vì là các con sẽ được hòa mình với thiên nhiên và làm những cái gì mà ngày trước ấy, hồi tuổi thơ mà mình đã từng làm ấy, thì bây giờ các con lại được trải nghiệm như thế. Thì nếu mà bỏ ra 280 triệu mà để đầu tư vào cái xe này thì anh thấy là lúc nào nó có lãi.